hôm nay mấy chị em mình đi ra chợ ếch ăn á mọi người. Đồng thời mình cũng đi bắt ốc để mình làm cái món ốc nhồi thịt ăn nha mọi người. Ở bên trong mấy cái dèo á mọi người là ếch á. Ếch đang chuẩn bị lớn nè. Hello bà bầu. Đi bắt ốc bà bầu ơi. Lý do là ốc nhỏ quá mọi người, mình sẽ bắt ốc về mình trộn gỏi rau muống ăn nha mọi người. Trời, cái mương này nhiều ốc lắm mọi người, có ao lụm lia lịa luôn kìa. Gì canh chua rau muống được không? Được luôn. Canh chua rau muống với ốc. Ốc mình có thể được nấu được món bún ốc giống như là kiểu giống như bún riêu cho mọi người, sẽ ăn kèm với rau muống vào. Đây mọi người, cô Ao sẵn tiện cho mọi người tham quan cái dẻo ếch của anh mình luôn nha. Đây. Ếch nhỏ mọi người, ếch mới thả gần đây thôi. Ở quê mình thì hay nuôi trồng trồng trọt này kia mọi người. Rồi bây giờ mình đi bắt ốc tiếp thôi mọi người. Nãy giờ cô mình có ao bắt được nhiêu đây mọi người? Điều ốc chưa có bự lắm nha. Quá trời ốc luôn. Lát mình lựa mớ ốc nhỏ mình thả lại mọi người. Nói luôn nha, chị cứ để cái gà đi từ từ. Wow, hốt một cái một nắm ốc luôn nè mọi người. Ôi ôi, chìm gỗ, chìm gỗ. Chết chưa đang muỗng đi ốc luôn à. Nó đeo cho mấy cái bụi cỏ này nè mọi người. Mọi người thấy trứng ốc ốc hết trơn không? Ồ, đây là chiến lợi phẩm của hai chị em mình nè mọi người. Trời, quá ngon luôn, được lắm. Rau muống này lên canh chua nấu chua nha. Rồi, giờ mình vô thôi để mình ngâm rồi sau đó mình sẽ làm ăn nha mọi người. Mọi người ơi, thôi mình đi vô mình ngâm ốc nha. Vô mọi người. Hôm nay nhà mình bắt ốc xong mọi người, giờ mình làm cái món đơn giản nha. Ốc kho xả, ủa ốc chấm xả ha, không xả. Cái này mình đào ra muốn mình trộn với gỏi ốc nha mọi người. Để thèm quá, ăn xả luôn. Nè, ăn một thân chút thân bánh gà. Ủa đời ơi, quá ngon. Mà gặp chiếc ăn thôi là biết ăn có bệnh luôn. Đây là một con ốc cua vàng nè, mình lễ ra rồi mình lấy cái đầu. Mình bỏ cái tích ra, mình bỏ. Được không? Rồi mình bỏ vô họng mình ăn. Lẽ về con thèm quá để chấm ăn. Ai có ăn chấm mắm xả thì mình ăn nha mọi người. Nhớ ăn ốc bua vàng đừng ăn thêm mà nhắn lòng luộc nha mọi người.
ăn vô ăn lòng đổ có thục mẹ luôn. Ta nói ăn nhẫn lòng là bị bụng không, chứ bụng không bữa nay ăn không. Em ăn hai phần cho nên thử một tiệm coi. Có người ta ăn rồi cái nghe nó mình ăn ốc vàng thôi chứ mình không dám ăn đọt nhãn lòng luộc vô chung nha mọi người. Ăn nhãn lòng luộc vô chung thì sợ mình thục. Rồi bây giờ mình sẽ vào bếp làm cái món ăn, một cái bữa cơm rẻ nhất của Việt Nam nha mọi người. Giờ mời mọi người cùng làm với Bao nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn nha mọi người, mình cho hết rau vào luôn nha. Đây, Bao cho hết rau vào luôn. Thao rau muống luôn mọi người ơi. Rồi Bao có chuẩn bị một chén nước chấm nè, gồm có đường tắt rồi nước mắm, ớt, bột ngọt nha mọi người. Mình sẽ rứa vào đây hết luôn nha. Cho hết vào luôn. Đây là một tô ốc mình đã lễ xong rồi nè mọi người. Bây giờ mình cho ốc vào nha. Cho hết ốc vào luôn, ăn cho nó đã nha. Rồi, đảo đều cái hỗn hợp này lên. Đây là cái bữa ăn rẻ tiền nhất của Việt Nam nha mọi người. Không có tốn tiền, phải mua đồ ăn. Và ốc này nó bổ sung giúp chúng ta là cứng xương chắc xương ha, tăng cường canxi. Rau muống này cũng vậy mọi người, nó sẽ bổ sung chất sắt cho chúng ta ha, chất xơ, chất sắt. Rất là tốt luôn. Khi mình trộn lên vài ốc nó ngớt dưới hết rồi mọi người. Chuẩn bị một ít lá quế nè mọi người, quế tự nhiên luôn này. Wow, đã rửa sạch rồi, mình ngắt bỏ vô cho nó thơm ha, để nguyên vài lát mình có thể ăn được luôn nha. Vừa cắm xong một ít hoa ớt lên nha mọi người. Trái ớt như mình gọi chung là cho vui là hoa ớt. Gia đình mình rất là thích ăn cay luôn, mọi người ai thích ăn thì sẽ lấy một trái để mình cắn, mình ăn kèm vô ha, tăng khẩu vị mình lên ha. Ai thích cái món ăn rẻ nhất của Việt Nam thì cho mình xin một like ủng hộ video nha mọi người. Còn những ai mà đã đăng ký kênh rồi mà chúng ta chưa nhấn vào chiếc chuông thì phải bấm vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới, những video mới của cô Ao nha. Đây mọi người, chánh tông là bữa cơm rẻ tiền nhất Việt Nam nha. Chỉ một món duy nhất là ăn với gỏi rau muống với ốc thôi. Mà nhà mình ăn gụm mọi người. Trở về cái thời ăn độn của ngày xưa nha. Đây nó có tô lương chiên là chế độ đặc biệt của bạn nhỏ nha mọi người. Còn nhà mình ăn gỏi nè, rồi kèm theo một cái dĩa chuối chấm với mắm ruốc nha mọi người. Ăn cơm với uống mà ăn hết đồ cơm luôn nha mọi người. Ăn cơm nhà ba ăn được nha mọi người. Ăn cơm lấy, ăn cơm xé. Thôi ha.